Vâng chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với video tiếp theo tại cơ sở đồ gỗ Trung Kiên. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị em hai tác phẩm đục bán thân rất là đẹp với một tác phẩm về cụ Trường Mi, một tác phẩm về cụ Tế Công được chế tác trên chất liệu là gỗ ngọc am. À, em thấy được cho rất là nhiều tín hiệu của anh chị em là thích những cái tác phẩm về lối đục bán thân đấy trên những cái phôi gỗ lũa thứ nhất là rất là đẹp đúng không ạ rất là nghệ thứ hai là cái hình tượng của những phôi gỗ, gỗ lũa nó rất là trừu tượng em để những tác phẩm này cho không gian ngôi nhà mình cực kỳ nghệ thuật anh em mình nhá em sẽ đưa máy lại gần để các bác có thể là nhìn kỹ hơn từng tác phẩm một để có thể là giới thiệu kỹ hơn anh em mình nhá với tác phẩm đầu tiên cho em trai một tác phẩm về cụ trường mi la hán anh em mình nhá cũng trên chế tác là gỗ ngọc am anh em nhớ với một cái dáng đục rất là đẹp rất là kinh bông cho em trai các bạn thấy cho em trai từ cái diện mặt hay là cái phôi gỗ cực kỳ là mềm mại cũng như là cái phôi gỗ lũa Uh, thể hiện một cái tính chiều tượng cho tác phẩm anh em mình nhá đấy, tác phẩm này của em trai thì đã để mộc cho em mình ngắm trước cái phôi gỗ rất là đẹp đúng không ạ đấy phôi gỗ thì hoàn chỉnh cũng như là rất là đậm tinh dầu và lên tuyết cho em trai em sẽ đo kích thước cho anh các bác cân đối mang về cho không dân ngôi nhà mình anh em mình nhá tác phẩm này thì uh, cao là 78 anh em nhá, cao 78 rất đẹp luôn ngang là 30 và chiều sâu cho em trai là 20 22 anh em mình nhá đấy liền khối cho em trai em mình ạ ok sẽ sang với tác phẩm cụ tế công này cho em trai em mình ơi đấy diện mặt của cụ tế công cười rất là hoan hỉ nhưng mà diện này đúng là diện đang say rượu rồi đấy rất là say lắm rồi em mình nhớ cũng như là ở trên tay cụ cầm một cái đùi gà và một cái quạt rất là đẹp đấy tế công thì là một người ngài tu hành nhưng mà ngài vẫn là uh, uống rượu ăn thịt nhưng mà tuy nhiên thì uh, phật luôn chấp nhận và luôn uh, cái công thì luôn là một người mang lại rất là nhiều điểm lành đến cho uh, mọi người em nhá cụ đi đến đâu thì cũng bán phát những cái điều tốt lành đến cho uh, cư dân ở đấy em nhá rất đẹp như này và tác phẩm thì uh, diện hay là uh, bộ uh, bộ dâu hay là cái phần mái tóc của cụ làm cực kỳ mượt luôn em mình nhá tác phẩm này thì uh, cao cho em trai là cao 80 rất là lớn em mình nhá chiều ngang ngang đến tận là bốn năm anh em mình nhá và chiều sâu cho em là 30 ạ. Rất đẹp hai tác phẩm cụ tế và cụ Trường Mi chế tác trên chất độ gỗ Ngọc Am. Và, vừa rồi thì là hai tác phẩm cụ Trường Mi và cụ tế công chế tác chất liệu là gỗ ngọc am anh em mình nhá à, với tác phẩm cụ trường mi như này thì em đang giao lưu với mức giá chỉ có 5 triệu đồng thôi anh em mình ạ năm triệu đồng cho một tác phẩm nghệ như này anh em mình nhá và tác phẩm cụ tế công thì em giao lưu với mức giá là 7 triệu rưỡi anh em mình nhá đó thì các bác đã thấy thích tác phẩm nào rồi thì có thể là liên hệ trong qua đầu số hotline 0836776688 để em trai có thể là gửi lại hình ảnh chi tiết tác phẩm mấy em mình đang quan tâm cũng như là chốt đơn cho anh chị em anh mình nhé các bác chỉ cần chụp ảnh lại màn hình và gửi qua đầu số hotline cho bên bên em ạ và cảm ơn anh chị đã theo dõi xuyên suốt video và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo anh em nhé.